kể từ sau ghi án chia tay Nhật Lê, Quang Hải liên tục dính tin đồn hẹn hò với gái xinh. Dù chàng tuyển thủ đã phủ nhận và khẳng định mình đang tập trung cho bóng đá nhưng dân tình vẫn không khỏi xôn xao, tò mò. Không thể phủ nhận rằng Quang Hải chính là Lady Killer chàng trai sát gái số 1 của đội tuyển Việt Nam khi những bóng hồng gắn với cái tên anh chàng đều rất xinh đẹp, nổi bật. Lần trước là bà chủ ở Sài Gòn siêu xe si thảo mi và lần này là cô gái 12 thanh thủy đặt lên bàn cân thế hệ thấy Thảo My và Thanh Thủy là hai vẻ đẹp, hai cá tính rất đối lập. Điều này chứng tỏ sức hút khó cưỡng của quan hải vì con gái kiểu gì rồi cũng sẽ đổ vì chàng tuyển thủ này mà thôi. Nếu Thảo My theo đuổi phong cách sang chảnh với vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo thì Thanh Thủy lại đích thị là một viên kẹo ngọt ngào, mẫu con gái ai nhìn thấy cũng bị say nắng. Phong cách đặc biệt của hai người biểu hiện ngay ở vô thời trang. Nếu Thảo Mi kém diện những bộ đầm tinh tế, sang trọng và gợi cảm thì Thanh Thủy lại chọn những áo phiết dễ chơi, dễ yêu đương học hỏi các vung gian xứ hàng. Sự đặc biệt trong phong cách của hai cô gái này có lẽ là do tuổi tác và công việc. Thanh Thủy sinh năm 1998 và hiện đang là sinh viên. Ngoài ra đó, có tin đồn Thảo Mi hơn Quang Hải khá nhiều tuổi. Cô hiện cũng đang kinh doanh nên phong cách có phần chính chắn hơn cũng là điều dễ hiểu. thân hình quyến rũ, sexy là lợi thế của Thảo Mi. Thanh thủy trung thủy với phong cách kẹo ngọt nhưng khi cần, cô nàng cũng biểu hiện thần thái gợi cảm rất gì và này nọ. Trước khi biến thành bạn gái tinh đồn của Quang Hải, Thảo Mi khá bí mật tiếng trên nên Instagram của cô nàng chỉ có anh em follow. Ngược lại, Thanh Thủy đã là một quá và người mẫu ảnh khá có tiếng trên với gần 300k lượt follow. Cô nàng từng được báo trung biết đến và dành cho nhiều lời khen có cánh cả hai đều là cao thủ trong khoảng phối đồ hát gián. Nếu Tư Thảo Mi chọn quần so và bốt để khoa chân dài thì thanh thủy với combo dễ chơi là ác sơ mi và quần giết cũng khiến không ai ngờ rằng cô nàng này chỉ cao vỏn vẹn 12. mươi